lấy cái tay để không làm gì, để không buồn cho ôm, cái ông gái mà ông ôm. Thì nói chung là phụ nữ mà, nói chung là cũng yếu lòng đúng không? Sao mày trở lại? Bùng nổ rồi, cho luôn. Bùng nổ thôi. Sau đó là em cứ cho nó lấy trên trời là em cứ hỏi bây giờ khi nào cưới anh? Hả? Khi nào cưới? Cưới em bình tĩnh đi bây giờ. Em bình tĩnh đi, anh sẽ cưới em mà, đừng lo nha em. Mời đôi vợ chồng dễ thương giới thiệu về mình. Dạ, em tên thiệt là Dương Ngọc Thái, đang là, cũng là ca sĩ. Năm nay ông nhiêu tuổi? Thái sinh năm 77. 77. Dạ. Trời ơi, Thái hơn tuổi em luôn á hả? Hơn tiên. Tuổi đó. Trời ơi. Suốt ngày ông cứ kêu tôi bằng anh không vậy đó. Bữa nay mới biết đó, Thái ơi, anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Rồi kế bên. Dạ, còn em tên là Phạm Hoàng Quỳnh Vi ạ. Năm nay em 31 tuổi ạ. Vi nhỏ hơn 12 tuổi gì? Dạ. Đúng con giáp đó. Dạ, đúng vậy. Đây, rắn lớn này rắn nhỏ. Hồi trước thì đi hát, còn bây giờ thì là em làm bên nhà phân phối của công ty mỹ phẩm Hàn Quốc ạ. Rồi bây giờ hai bạn hãy cho chương trình biết là hai bạn, cái tình cảm của hai bạn bắt đầu nó như thế nào, gặp nhau lần đầu tiên nó ấn tượng ra như thế nào? Dạ đó đi. Tại vì nói chung là em với anh Thái tất nhiên là làm ca sĩ thì quen nhau trong môi trường ca sĩ rồi. Thì lúc đó là nhóm em là trong nhóm Honey. Honey. Dạ, trong nhóm Honey là bốn cô gái rất là dễ thương. Anh Thuận và... biết mà. Cô nào cũng đẹp hết. Đúng rồi. Sau đó là một hôm đang đi thu ở phòng thu của anh Phú, đang thu, tự nhiên nghe điện thoại, móc điện thoại ra. Alo, em trưởng nhóm Honey ạ. Xong rồi cái là anh hello chào em, anh là ca sĩ Dương Ngọc Thái. Anh muốn mời nhóm em đi hát cho anh tiệc mừng thọ của ông bác anh 70, 80 tuổi, 90 tuổi. Tiệc mừng thọ. Cái mình nói dạ ok thôi, tiệc nào cũng nhận hết á. Dạ. Ủa mà khi nào vậy anh, để em biết, em ghi cái check lịch lại rồi để em ơi tháng 7 em mà chưa có tới tháng tư tới Tết, chưa tới Noel luôn á. Vậy là sao? Tháng 11 á. Bút trước hơn nửa năm. Nửa năm. Hơn nửa năm luôn. Em nói anh ơi không mấy chứ chắc lúc đó nhóm em rã quá à, chứ không biết còn hát hay không chứ anh nghĩ sao. Cái đó là anh mời nhóm em mà anh mời. Cái đó là vậy? Cái cớ rồi. Hồi xưa thì Thái biết Vi là lâu rồi, em biết Vi lâu rồi. Trong nhóm là người đẹp nhất trong nhóm nên là để ý rồi, và mình cũng ngại lời mấy cô gái cũng ngại nữa. Bây giờ mình dùng cái lời, mình dùng cái lời nói mình không biết nói sao, mình bắt đầu có cái show thiệt, cái show mừng thọ của ông bác tháng 7 năm sau rồi. Biết sao mà mời mừng thọ. Mà cái nhóm này là cái nhóm hát mà tôi nhớ là nhóm này là nhóm hát mà nhảy cũng như là nhóm trẻ trung năng động. Dạ đúng rồi. Dạ, mà hát em là nói chung là lúc nào là cũng là tươi trẻ hết á. Nhưng mà tới tháng 7 năm sau. Tháng 7 luôn á chị. Em ngồi em đợi mà em hên quá, cũng sao mà cũng gần tới tháng đó. Mà tới cái ngày đó mới vui. Anh gọi lại cho em, anh check cái giá. Rồi anh nói là bây giờ là em hát như vậy thì là bao nhiêu tiền. Em nghĩ trong đầu em là kệ nó đại, em cũng làm giá đi. Bây giờ nói chung là 10 triệu anh hát không? Xong rồi cái anh nói ok em 10 triệu luôn. Trời ơi, em lần đầu tiên mà nhóm mà được giữ dễ sợ vậy. Em mới cúp máy, em nói ok anh để em chút nha, để em check lại nhóm em coi đúng nó ngày đó ok chưa. Cúp xuống cái mừng quá, hiểu tham, hiểu tham, hiểu mà người chỉ đồng ý liền, đồng ý liền chứ bao giờ mà chắc mẹ bị hố bị. Em nói là trời chắc ông này ông ăn mười mấy triệu rồi, cái nhóm mày ngu quá, gọi lại đi. Gọi lại mày nói là bây giờ là cho em thêm 2 triệu tiền xe. Gọi liền lại đó, gọi liền nhóm trưởng mà. Alo anh ơi, cho em thêm 2 triệu được không? Thôi dẹp luôn, khỏi kêu nhóm khác. Là Thái nói dẹp luôn hả? Dẹp luôn, khỏi vậy. Tại vì em kêu giùm thôi. Trời ơi, thì anh nói sao là anh kêu vô nhóm là kêu giùm thôi. Em báo bao nhiêu cứ báo. Thì báo thì 10 triệu nó ok, 10 triệu thì ok. Thì rồi thì mình báo lại người ta 10 triệu. Lúc đó thì bực bội rồi. Thì anh kêu giùm đi, có ăn uống trong này. Cái em mới bịt lại, em mới nói là thấy chưa, nói rồi. Thôi để nói lại 10 triệu mẹ cho rồi. Thôi 10 triệu cũng được. Em nói rồi chốt cái ngày hôm đó nha. Xong rồi tới ngày hôm đó là anh không có cho em đi xe 50 chỗ với đoàn. Anh nói nè, con gái nhóm không có được đi chung với lại mấy cái anh đoàn kia nghe không. Đi chung với anh nè, anh có xe lớn lắm. Chở 4 đứa luôn. 7 chỗ lận. Mình lên xe ngồi nói chuyện. Cái em mới nói sao vậy, em đi xe đoàn quen rồi, trời nhóm em cái gì đâu đấy. Thôi đi chung với lại anh đi nè, cho nó vui ha. Cái là lúc mà tới, tự nhiên cái em thấy hai nhỏ bạn em, mấy nhỏ bạn của em ngồi đằng sau hết rồi. Còn có mình em mà, em nói ủa vậy em ngồi đâu? Thì ngồi với anh. Cái em nói ghét rồi, nói ông này có ý đồ rồi. Mày cái là lúc mà trên xe là mỗi lần mà tới đi toilet hay là ăn uống là anh khều phải không? Anh khều. Khều. Em ơi, đi toilet không? Không có đi. Luôn vậy ngủ. Em ơi, có ăn không nguyên đáo chứ ăn. Em nói bụng.
không có ăn uống gì hết á, đi xuống uống sóc trăng đi là sợ nói vậy. Sao cái lần đi diễn đó là em có cua dính được không? Diễn xong thì em cứ về khách sạn xong mới mời đi tối thì rủ đi ăn. Xong rồi cái ổng mới lên tới phòng luôn, cốc cốc cốc. Em ơi, Nhóm ơi, đi ăn một. Có trong phòng không em? Im hết không có cho nói chuyện. Cái là lát nữa là khóa máy luôn. Em có để cho biết luôn. Xong rồi cái là sang hôm sau thì em thấy một cái tin nhắn dài 16m50. Em thấy cái gì? Anh rất là buồn luôn á. Chưa bao giờ mà anh cứ gặp một cái tình trạng mà anh thích có một người á, mà cái người đó lại không có đáp lại cái tình cảm của vô anh. Vô tình, đó, lạnh lùng. Rồi sau đó có sau đi chung là... xe về không? Không, lúc đó anh đi Úc. Sáng em về chưa? Em sáng hôm sau đi Úc. Anh nói là tại diễn. Anh nói là hôm qua anh muốn mời em đi ăn là tại vì mai anh phải đi Úc nên là anh muốn mời em đi ăn để mà nói chuyện. Thấy bắt đầu làm thấy khó quá. Cô bé này chắc không được rồi. Nên là vắng 4-5 tháng luôn, em không gọi luôn. Xong thêm mấy tháng sau từ vô tình là đang ngủ thấy một tin nhắn tít tít mất rồi. 9:30 sáng. 9:30 sáng. Em à, em nè, Vi nè, anh nhớ không? Thôi rồi, này, tôi cãi à. Anh nói khỏe là, không anh khỏe không? Anh khỏe không? Không? Vậy thôi. Rồi bây giờ phải hỏi lại là tại sao lại nhắn tin cho ông Thái? Thì nói chung là lúc đó thì em cũng buồn. Nói chung là trong công việc nó cũng không giống lúc đó em là đang rã rồi. Cái lại lúc đó em nghĩ tiếc tiếc cái gì vậy? Chắc vậy. Cái em mới gì nè, em lỡ cho bỏ rồi cái xẹt. À đúng rồi, anh Thái à, thử coi không biết anh đang rảnh không. Cậy nhắn đại đi, nói anh rảnh không, uống cà phê không, rảnh gì đó. Trời ơi, nhắn liền, gọi liền. Em hả? Tối nay ơi lâu quá trời luôn mới gặp em á. Tối nay nha, tối nay anh rảnh làm gì đâu, mời em đi ăn. Đó, nghe cái từ mời đi ăn rồi người ta sửa soạn như công chúa luôn. Lên xe hỏi anh dẫn em đi ăn ở đâu, em muốn ăn đâu. Em à, trời sao không được hết á. Em đơn giản lắm. Anh ăn cái gì em ăn cái đó. Mà em bận đồ đẹp nha anh. Anh cũng phải suy nghĩ được. Nghĩ sao anh cho em quá ốc sáu nở. Trời đất ơi, thì em hận. Bà nghĩ là mình chắc dẫn đi nhà hàng đi đâu á. Thật lòng thôi, mình thật lòng. Phải nhìn cái bộ đồ của người ta rồi nói chuyện. Chẳng lẽ em bận sô rê mà em bận cái đầm cũng dài cứ kiểu công chúa mà em đi. Mà nó lết mấy người ăn ốc người ta ngồi. Ê, kêu bé này ra quét giùm mấy đám ốc đi coi. Thì cái mấy nhũng dễ sợ luôn. Anh không có nghĩ một cái gì cho mình mà nói. Nghĩ phụ nữ ăn thích ăn ốc mà đúng không? Cái ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó là cua tới tấp luôn chị ơi. Như ông nghĩ bật đèn xanh hay sao á. Ông tấn công em không chịu nổi luôn. Cái gì đâu mà. Trời ơi em ơi, anh rất là vui luôn á. Trời anh, con tim anh nó lần đầu tiên mà nó nhịp đập lại. Mấy nay anh chết đi luôn á. Rồi sao? Rồi có khi nào dụ em? Trời ơi anh nghĩ có không? Anh nghĩ có không? Đi diễn tỉnh có chở theo không? Đây, xong đó là em có show ở dưới Cần Thơ hay đâu. Còn ảnh là ở Cà Mau. Thì là hôm đó là em nói anh ơi không mấy anh có diễn show tỉnh không? Tại hôm đó em cũng diễn show tỉnh. Cái nói anh có Cà Mau, em đâu, em Cần Thơ vậy thôi cho đi ké nha. Thì là nói chung là nhóm em diễn ở Cần Thơ rồi. Sau đó là anh Thái mới nói là vậy thôi xuống Cà Mau chơi với anh luôn. Xuống ăn cu Cà Mau đời này nọ, ở dưới có fan ở dưới người ta làm. Cái xuống dưới đó ông bốc hai cái phòng. Tự nhiên anh nói thôi nhóm em trong phòng đông người lắm, bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì thà anh nói là bên kia thì đông người quá, anh qua tâm sự rồi nữa chút rồi em về được. Thôi chạy chạy qua phòng anh chơi chút cũng được. Tự nhiên đang qua uống nước bình thường thôi, muốn phun bình nước ổng vô ổng tắm. Ổng muốn khẳng đi ra nó đi đâu hả? Đi ngủ. Đi ngủ mà nổi. Nó sẽ xẻ cái ông kêu thì tối nay có hai cái giường thì em nằm bên kia đi anh. Hứa anh nói là anh hứa là anh có đụng chạm gì hết á. Xong rồi cái em mới nói là rồi cái ông nằm bên đây, cái ông cứ không ngủ mà ông cứ lăn qua ông lăn qua lại ông cứ dây rồi cái ông đây nè ông ấy chứ mình nói chung là nằm ké chứ bên đây buồn mới lạnh lẽo. Cho qua nào tới chuyện thôi, hứa là ôm thôi, hứa thôi đó. Anh ôm thôi, anh không có làm gì đâu, trời ơi. Lịch sự ghê sợ. Hỏi lại phép rồi. Mình thấy trời sao mình cũng tội quá. Ok anh qua nằm đi, nằm cái mấy chiếc tay để không làm gì, để không buồn cho ôm. Cái ông gác qua ông ôm. Thì nói chung là phụ nữ mà, nói chung là cũng yếu lòng đúng không? Xong rồi cái lại bùng nổ thôi. Rồi cho luôn. Bùng nổ thôi. Sau đó là em mới cứ xong khác đó là có ý trơn trọi. Xong rồi cái là em cứ hỏi bây giờ khi nào cưới anh ơi. Hả? Khi nào cưới? Có cưới không? Em bình tĩnh đi Vi à.
Em bình tĩnh đi, anh sẽ cưới em mà, em đừng lo nha em. Phải, nói vậy thường thôi. Mà lúc đó làm sao, lúc đó em là tính hết trong đầu rồi đúng không? Dạ. Nhưng thì mà... đi xuống đó là đi hát chung mà yêu nhau mà lúc đó quen nhau mấy tháng rồi. Quen nhau mấy tháng mà chỉ có nắm tay trên xe hung hung chục 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 thôi chứ không có làm gì đâu. Đêm đó quấn khăn là coi như là ý, biết rồi, quyết định là chơi quyết tử một bữa rồi. Quyết tử. Đêm đó có tháo khăn luôn không? Không được là chia tay luôn. Anh nói nè, em mà không cho anh là anh chết tại chỗ liền. Con người anh bây giờ nó thấm quá rồi. Nóng quá trời, anh mở mua khăn luôn nha. Mở khăn luôn hả? Mở khăn luôn. Sau cái đêm đó thì sao, cái cảm giác em sao? Dạ thì là rất là hạnh phúc. Nhưng mà người mình thương mà, cái người mình yêu mình theo đuổi bao nhiêu lâu rồi, và mình có trách nhiệm với người này là mình phải lo cho người này. Rồi như sao vậy? Cái đó là bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Khoảng em quen anh Thái là cuối tháng 12 năm 2011, là quen được 8 tháng. 8 tháng là cưới đó. Luôn, đúng không? 8 tháng là cưới luôn đó. Ngày 8 tháng 8 năm 2012. Rồi bây giờ nè, thui cái tật xấu của anh ấy ra đi. Ví dụ như anh đói thì anh rất là khó chịu. Khó xấu tính, xấu tính đói. Tính lắm mà. Tại em bị bao tử. Lúc nào cũng nói là anh ăn dễ lắm mà, em có một bữa ăn mà em cũng không làm được cái trọn vẹn ra cho anh là sao. Mà trong khi đó là em cũng đã cố gắng rồi. Mà đôi khi là anh đói bụng quá, là anh muốn là lúc đó anh phải ăn liền. Phải có đồ ăn liền. Dạ đúng rồi. Với lại cái tính của anh là ảnh thường hay là ảnh không thích đợi chờ một người nào, mà ảnh cho người ta đợi thì được. Em không thích tính này, và ngày hôm nay em muốn anh phải thay đổi. Rồi tiếp tật xấu nữa đi, còn gì nữa không? Có chiều chuộng em không? Chiều chuộng, anh cũng chiều em. Chứ hồi trước anh không chiều, trước là kêu thèm trà sữa này, thèm mấy cái món mà ví dụ như là ăn vặt rồi nọ, là anh kêu anh đi uống trà sữa. Mà nghĩ sao mà tôi đi vô trà sữa uống với bà vậy Bi? Hồi xưa đủ đi nhậu. Thấy cho anh làm tụ tán thôi. Rủ đi, rủ đi nhậu đi. Đi với ai, rủ đi uống trà sữa. Rủ, à bây giờ ngon mà. Có ghen không Bi? Đang hỏi ngược lại nha. Anh cứ nói anh không ghen không, mà sao mà em thấy anh có ghen chứ. Em nghĩ là yêu thương nhau ai cũng ghen gì, đúng không? Nhưng mà mình tôn trọng và mình tin tưởng nhau. Chứ mình nghệ sĩ mà đi, em đi suốt mà, nhưng mà mình không yêu thương, không tôn trọng em vợ mình, không tin tưởng vợ mình thì chắc chắn là mình sẽ hai chồng không ở nhau được. Đúng. Em có một cái tính xấu là biết sao, là em rất là thương con. Em muốn cho con em cái gì phải chu toàn. Anh không cần em làm cái gì ngoài em chỉ lo cho con thôi được rồi. Bà nó đâu chịu vậy, bà kinh doanh có gì nghề của bà mỹ phẩm đó, kinh doanh. Em nói em không cần làm, một mình em làm đủ rồi, em chỉ lo cho hai đứa nhỏ ok là được. Em cái hay bực bội là vấn đề là con cái ăn uống rồi hay cáu gắt với bà vợ em là những đề đó thôi. Rồi giờ tới Viên ông đã, cô ấy có tật xấu gì không? Vi thì cái tính Vi rất là hiền, nghe lời, nhưng mà thật sự luôn là không thích Vi một cái là nhiều lúc nói chuyện nói không có hiển cái cảm giác của người khác. Thôi em nói thì thôi, đừng có suy nghĩ nha. Trời ơi, nói đã, sao suy nghĩ trời. Em không muốn anh suy nghĩ, đừng có nói. Anh ta nói rồi, anh này tính này nó hay suy nghĩ, em cầu toàn. Nên là mọi thứ là, mà cái gì nó không vừa lòng em một cái là em khó chịu lắm. Thứ gì nữa là công việc Vi làm là mình không có nói, nhưng mà thật sự em muốn là thời gian dành cho con nhiều hơn là công việc của Vi. Rồi bây giờ Vi mong muốn anh Thái thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh bớt nóng tính lại thôi, làm gì phải kiềm chế bản thân của mình lại. Với lại là đừng có nóng tính thôi, với lại đừng có đi trễ nữa. Em sợ anh đi như vậy gấp quá rồi, nhiều lúc lái xe lái cộ rồi thì lúc đi gấp rồi kêu hối tài xế chạy muốn chết. Tài xế mà lỡ có chuyện gì thì em không biết làm sao. Chỉ mong muốn thay đổi điều đó thôi. Tại vì thực ra bây giờ là xã hội bên ngoài của mình, nhất là vấn đề mà những cái mà mình không lường được, là ví dụ như vấn đề kẹt xe mình không thể nào lường được. Thành ra bây giờ là mình cũng khó cái việc mà mình canh giờ được đúng lắm rồi. Thì đó là cái chuyện thôi, mình tự sắp xếp. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây á, chị là chị thấy như vậy nè. Cái việc mà em mong muốn Vi á, không cần làm việc, chỉ cần lo cho em với con, thì chị thấy cái điều đó là nếu ở thời điểm này ok, nhưng mà em phải nghĩ tới cái tương lai. Hai vợ chồng mỗi đứa đều có một cái sự nghiệp riêng rất là tốt. Tại vì đến một lúc nào đó, ví dụ thôi, mình nghệ sĩ mà, cái tuổi thọ của nghệ sĩ cũng đâu có thể nào dài hoài được. Đó, thì ví dụ như là hai đứa con của mình á, thì nó cha mẹ, nó đều phải nhờ cả cha cả mẹ. Sự nghiệp cha vững, sự nghiệp mẹ vững là con mình hưởng với ai hưởng. Chỉ có điều là em biết phân bổ cái thời gian đó thôi. Mà không phải là mình ích kỷ nữa, mình không cho vợ mình làm gì. Nhưng vấn đề là chu toàn một chút. Dạ được.
Nghĩa là anh ấy ghen với công việc của em đó. Chính xác luôn. Thôi nói chung là làm sao phải gia giảm lại để nói chung là cho nó hài hòa một đúng chút. Rồi, đúng rồi. À, cảm ơn hai vợ chồng Duy Ngọc Thái và Vi hôm nay đã đến đây với chương trình Vợ Ông Son để chia sẻ câu chuyện rất là vui của hai vợ chồng. Mình chúc cho hai bạn luôn luôn hoan hỷ, vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Duy Ngọc Thái cũng thay mặt vợ chồng cũng gửi lời và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Thái và vợ Thái lên sóng để nói những gì mà hai vợ chồng chưa bao giờ nói với nhau. Và cảm ơn chị Hồng Vân và anh Thông Thần. Em cũng rồi. Rồi chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và toàn thể các vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Nhàn, năm nay em 24 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Dạ, đây là chồng em. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Kiều Ngọc Thắng, em 26 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em đang làm gì? Em làm bảo trì máy ở trong công ty. Bảo trì. Nhàn đang làm gì? Dạ, em làm chung công ty với chồng em và thuộc bộ phận sản xuất. Làm chung công ty chắc có lẽ là hai đứa gặp nhau ở trong công ty là đồng nghiệp với nhau rồi thích nhau, cua nhau và yêu nhau luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Hay không? Tôi đang chơi thôi đó mà chú liệt. Dạ. Rồi, bây giờ các em chia sẻ mối tình của các bạn bắt đầu như thế nào? Tuy là làm chung nhưng mà phải một năm sau khi vô công ty, cả hai cùng vô chung một đợt nhưng mà một năm sau mới gặp nhau. Chắc đeo khẩu trang là sao không? Dạ đúng rồi. Anh hay quá. Hay quá. Trời ghét cái thằng gì. Trời ơi, xin ông đi. Không chơi mà chứ mà nè, nhất nghệ tinh nhất tân binh thôi nha, làm ông mụ thôi nha chứ không làm ông thầy nha. Nhưng mà cuối cùng thì cơ duyên nào mà lại nhận ra nhau, gặp được nhau vậy? Dạ cũng một lần tình cờ là sao em có một người bạn làm chung với vợ á, là em cũng hay nói chuyện với anh đó lắm. Tự nhiên hôm bữa đó xui sao ấy hên sao là vợ lại đứng kế bên cái anh đó. Cái em đang nói chuyện với anh đó cái em lại nhắc đến vợ. Em hỏi là ủa không biết Nhàn là ai ta. Cái anh mới quay lại anh kêu đây nè, đứng kế bên nè. Lý do gì sao tự nhiên chưa gặp nhau mà lại biết Nhàn là sao? Dạ tại vì em mới vô á, em làm bảo trì là em sẽ quen với lại quản lý của vợ trước. Đó, quản lý là sẽ giới thiệu vợ, ngay mới vô là giới thiệu cho em luôn. Khi mà vô công ty á, là mặc đồ là không nhìn thấy mặt, là chỉ có một cái thẻ tên thôi. Trên thẻ tên có cái hình đó vợ em chụp rất là nổi. Nguyên tấm hình thấy có cái môi đỏ chét không, không thấy, không nhìn thấy rõ mà. Dạ, nên là nhìn vô cái hình giật mình luôn. Trời ơi, có đẹp thiệt không trời. Nhưng mà gặp thiệt ở ngoài đời nè, gặp cái mặt thiệt ở ngoài đời nè. Dạ, gặp thiệt ngoài đời thì rất là hài lòng. Còn em thì sao? Dạ, lần đầu tiên á, em gặp ảnh thì cũng cùng cái lúc mà ảnh đứng nói chuyện với cái anh làm chung với em á. Xong rồi cái chị phía bên tay phải của em cũng đang chạy chung với em thì máy bị hư. Xong rồi kêu ảnh qua sửa, ảnh đứng ngắm nghía sao á, rồi đi kiếm lấy đồ để sửa mà lại sửa cái máy của em. Xong sửa máy em xong là cái máy nó bị hư luôn, từ đó là nó hư luôn. Bình thường mới vô á là em sẽ đi tất cả các máy kiểm tra có máy nào hư không em sửa. Nhưng mà từ lúc em biết giờ em là em bỏ hết luôn, em đứng một mình chỗ máy đó, đứng suốt buổi luôn. Cái máy kia sẽ hư kệ luôn. Đó, chỉ lo cái máy của bà thôi. Dạ. Rồi sau giờ làm gì có hẹn hò đi ăn đi uống ở bên ngoài không? Dạ hẹn hò thì có nhưng mà khó lắm, phải được sự đồng ý của ngoại, bà ngoại với mẹ của vợ mới được đi. Vậy là em phải tới nhà em xin phép luôn. Dạ. Rồi bữa đó là có bị bà ngoại chất vấn không? Dạ có chứ, bữa đó là ngoại với mẹ đang ngủ trưa mà em đang đi em xông thẳng vô nhà luôn, cái chó nó sủa sùm lên. Ngoại giật mình dậy, ngoại thấy cái bắt đầu ngoại mới hỏi cái em thưa em là bạn của Nhàn. Bà ngoại bắt đầu mẹ từ trong xông ra, cái hai người ngồi vô là ngồi tra khảo luôn, ngồi kẹp luôn, ngồi tra khảo coi như hỏi cung luôn đó. Dạ. Ngoại hỏi những cái gì, chủ yếu là ngoại hỏi cái gì? Hỏi hết tất cả luôn. Hỏi nghề nghiệp, thậm chí hỏi cả lương luôn. Lúc đó thì em ở đâu nhà? Dạ em ngồi phía sau mẹ lắng nghe thôi chứ em cũng không biết nói gì nữa. Em thấy không có căng thẳng không? Dạ cũng như bây giờ vậy, anh ngồi thẳng lưng mà mồ hôi tương. Cuối cùng có được đi không? Dạ được. Đó gì được rồi. Ôi, vậy ngon rồi. Đúng rồi, ngon rồi. Dạ được cái là
Tại vì em học về bên điện á, nên là nhà thì điện với điện trong nhà nó cũng hơi cũ. Nên là ngoại có hỏi, xong cái ngoại kêu là có sửa điện được không? Em nói là em sửa được. Xong cái ngoại kêu là vậy đi với điện hết cho trong nhà cho ngoại được không? Kêu dạ em đi được. Cái chắc ngoại có cảm tình nữa, ngoại mới cho đi chơi. Đó là tạo cơ hội đó. Dạ. Vậy thì có khi nào mà ổng có muốn xin ở nhờ ở ké không? Kiếm cớ, kiếm cớ ngủ ké có không? Dạ cũng có, nhưng đợt tụi em lúc mà mới quen là đang trong mùa mưa. Rồi anh này thì hay chở em đi làm về, về xong rồi ở lại ăn cơm tối, nói chuyện rồi khuya xong rồi lúc đó mưa nữa, anh nói là thôi bây giờ mưa rồi không về được, thôi cho anh ở lại đi. Em nói là em không có được, ở lại ngoại chửi chết, với lại hàng xóm người ta dị nghị nữa. Em mới nói là thôi xin ngoại đi, tại vì mấy cái chuyện đó là ngoại khó lắm. Em nghĩ là xin ngoại, ngoại sẽ không có cho. Mà không biết ảnh xin sao là ngoại cho luôn. Rồi ở trong nhà ngủ luôn? Dạ. Rồi tối đó ngủ đâu? Dạ, ngủ ở ngoài. Ngủ chắc chắn là phòng khách rồi. Nhưng mà sau đó có tìm cách dụ bà này ra ngoài ngủ luôn? Dạ, dụ thì em không có dụ mà tự mò ra. Ủa là sao? Ủa, vợ mò ra hay chồng mò vô? Vợ mò ra. Hay vậy? Dạ, cái lúc đó là trời sáng rồi mà anh này anh chưa có dậy. Xong rồi em mới đi ra kiểu như kêu anh dậy rồi mình ngồi đó mình chơi thôi chứ không có cái gì. Thế không có đụng chạm gì hết đúng dạ. không? Dạ. Thế là khó vậy, chắc hai đứa giữ gìn cho tới ngày cưới hả hay sao? Dạ. Đêm tân hôn làm sao? Dạ, đêm tân hôn thì bữa đó là bên nhà đám cưới, bên nhà em là bà con dưới quê lên, là ở đông lắm, ở nhà đông lắm. Xong cái tới khuya xe nó mới tới đón để chở mọi người về. Lúc đó là em xỉn, ngủ quắc cần câu, không còn biết gì hết à. Cái là không có gì hết. Dạ, tới lúc mà tiễn mọi người về á, là cũng phải tầm 3 giờ mấy sáng. Xong rồi bắt đầu mới vô, mới tắm rửa này kia, xong ra mới khều khều xíu mới có được đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy là hai bạn quen nhau bao lâu? Dạ, quen nhau vừa tròn một năm. Tròn một năm, một năm là cưới luôn. Một năm. Dạ. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi nè, có em bé chưa? Dạ chưa. À. Mới có một năm mà. Quen đến cưới là một năm, còn cưới tới hiện tại bây giờ là 6 tháng. Rồi thôi cứ tận hưởng đi em. Dạ. Các bạn còn quá trẻ mà đúng không? Dạ. À, trong thời gian 6 tháng đó thì có chắc không có tật xấu đâu. Chắc không có khám phá gì tật xấu của nhau đúng không? Có, nhưng mà nó không có đến mức gọi là quá xấu. Không có cần. Dạ. Xấu đau xấu đớn đâu. Dạ. Dạ thì lúc quen thì cưng chiều mình hơn, nhưng mà cưới về thì cái tần số nó giảm nhẹ một chút. Bất cưng lại chút. Dạ. Tính tình là có nóng nảy tính không? Tính tình thì nóng, anh này thì anh nóng. Nhiều khi mà em làm cái gì á, ảnh kêu em làm mà em chưa có làm liền. Nhưng mà làm cho bạn hàng em thôi, chứ đi làm về kêu em đi tắm đi. Em mệt quá, em nói thôi để chờ một xíu em đi tắm, ngồi chút xíu thôi. Em xin chút xíu thôi, mà ảnh bắt em phải đi tắm liền. Em mà không đi tắm là ảnh quạo. Có khi á là ảnh đôi co với em, coi là chừng nào em đi tắm ảnh mới chịu đi tắm. Có khi tới 1-2 giờ. Em biết cái tính ảnh thì em không tắm luôn, thử coi ảnh chịu được tới bao lâu. Cái bữa đó là tới 2-3 giờ sáng là ngồi là bắt đầu ngứa rồi. Em thấy tội quá rồi, nên là em đi tắm trước cho anh đi tắm. Ủa tức là em không tắm, mặc định là em phải tắm sau vợ hả? Dạ, tại vì em biết tính của vợ là vợ kiểu như là lười mà nhây á, tức là mình cứ kêu là thôi nằm xíu, không khi nào mà tới, khi nào có việc á mới chịu đi tắm hay là rửa mặt này kia, chứ không cứ nằm lì á. Nên là em muốn cải tạo đó. Muốn trị vợ, nhưng mà sau nhiều lần dùng nhẹ dùng nặng, dùng mọi cách không được thì cuối cùng giờ em bực quá em lầy luôn. Lầy luôn. Dạ. Rồi còn gì nữa không nè, có cái tật có mê game được không? Dạ chơi game thì có, lúc trước thì ảnh có chơi game chung với em. Mà chơi á, kiểu như em không chơi theo kiểu của ảnh á, thì ảnh thua, ảnh quạo. Tới bây giờ em xóa game luôn rồi, không chơi nữa. Hết cho quạo luôn. Dạ, cho anh chơi một mình, quạo một mình luôn. Có cẩu thả gì không? Dạ, anh này thì ảnh ngăn nắp hơn em. Dạ. Lúc mà em mới quen vợ á, đi qua nhà chơi á, là em sẽ quan niệm là con gái là phải gọn gàng sạch sẽ này kia á, là cái việc đầu tiên là phải vô nhà vệ sinh với lại vô phòng ngủ để kiểm tra. Mà em vô phòng ngủ bây giờ em mở cửa ra một cái là em lắc đầu luôn, như biết rồi đúng không, như một cái chuồng heo. Bây giờ vợ nè, đặc xấu vợ nè, em cũng trước mắt là bề bộn rồi phải không? Thì vợ thì có cái bề bộn với lười biếng,
Nhưng mà chẳng qua là do ở nhà là con một á, mà mẹ thì mẹ với ngoại thì cưng, rồi đi học thì nói chung còn nhỏ đi học là lo hết cho tất cả, không có bắt làm gì hết. Lớn lên đi làm thì cũng vậy, đi làm xong về mệt thì chỉ có nằm ngủ thôi. Nên là thành ra có một cái thói quen á, nên là giờ ỷ nại, không có chịu làm gì hết, cứ nằm ngủ thôi. Rồi còn sao nữa nè? Xấu gì nữa không? Có hào phóng hay là hào phóng xài lắm. Tiền kỹ? Nước là em cần tiền là cho tiền xài thoải mái lắm. Nhưng mà tới lúc em xài tiền thì bắt đầu anh xài cái gì, tại sao hết, sao mới cho đã hết. Em bắt đầu bắt em ngồi kể ra là đã xài những gì. Em con trai mà làm sao mà em có thể nhớ được là em đã xài cái gì nữa. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Vợ thì nói chung là do thứ nhất là còn trẻ, thứ hai là con một, do cái suy nghĩ thôi. Mình chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ thôi, nhận thức nó sâu xa thêm xíu để sau này có con cái này kia còn lo. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ thì đối với em á, thì chồng em những cái tật xấu đó là nó không có đáng, nó không có gọi là mình cần phải thay đổi. Nhưng mà em muốn chồng em phải tiết chế lại những cái cảm xúc của ảnh. Thì nhiều khi á, ảnh nóng giận lên á, nhìn ảnh rất là hung dữ. Đi lái xe ra đường á thì anh chạy chậm lên một chút, tại vì ảnh mỗi lần anh chạy rất là nhanh, nên là em kiểu như bị mắc cái lòng tin khi mà ngồi xe với ảnh. Mỗi lần vợ chồng đi với nhau đều cãi nhau vì chạy xe hết. Em là mong muốn cái gì là kiểm soát lại, đúng không? Cái đó là cái mong muốn mà nhiều nhất luôn á. Còn mong muốn thay đổi điều gì nữa? Dạ, trong cách thể hiện tình cảm vợ chồng ảnh khô khan quá, nhẹ tay một chút, cái kiểu như là ví dụ mỗi lần ảnh định ôm em thì anh trước khi ôm thì anh không có lại gần, anh ôm là đứng từ xa, anh kéo giật em lại, giật một cái bắt đó, đúng không? Dạ, bạo quá. Vợ chồng mà đứng với nhau là lúc nào cũng phải trầy da tóc dài một cái phần nào đó, nên là trời ơi, em bạo lực vậy luôn á hả Cưng? Dạ không có, kiểu giống như là hai vợ chồng mà đang nằm kế bên nhau bấm điện thoại á, xong cái có cái gì đó hay hay hoặc là cái gì đó tình cảm á, em muốn cho vợ xem á, là em thường là em quàng cái tay qua cổ để em ôm vợ vô. Vợ thì hay nằm gần cái tay, xong cái lúc em giơ tay lên thì nó lại quệt vô mặt hay là quệt vô lỗ tai, mà nó có cái bông tai á, nó giật cái đầu, cái bắt đầu quay vô quậu luôn. Xong hai đứa đang ở trong thời kỳ gì biết không? Cái hôn nhân đầu á, cái hôn nhân đầu, những cái tháng đầu, những cái năm đầu tiên á là cọ sát với nhau dữ lắm. Cọ sát về cá tính nè, cọ sát về sở thích nè, cái lý tưởng nè, đủ thứ hết trơn để cọ sát với nhau. Thành ra là đứa nào cũng có một cái thói quen từ nhỏ cho tới thời điểm này, cho tới thời điểm lấy nhau. Thành ra là cái thói quen đó nó ăn vào bản thân mình rồi. Cho nên bây giờ á, mỗi đứa phải tự gọi là mình mài cái thói quen của mình đi cho nó khớp với lại cái thói quen của đối phương. Rồi thay đổi chút xíu thôi. Dạ. À thì để còn chi, để còn chuẩn bị chào đón một em bé ra đời nữa, đúng không? Dạ. Thôi chúc cho các em luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ như thế này mãi mãi nha. Dạ. Xin chào em. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Speak Vietnamese? Yeah, được. 50%. Wow, 50%. Vậy thì bây giờ bạn giới thiệu luôn đi, tên bạn là gì? Tên của con là Oliu. Tên Việt Nam là Oliu. Tên TikTok Oliu. Nhưng mà Olivier bằng tiếng Đức, tiếng Pháp, vì Oliu đến từ Thụy Sĩ. Oliu bao nhiêu tuổi rồi? 95. 95. 95 là 27. Thua xí ngầu hơn tuổi. 27 tuổi ha. Oliu là đã sống ở Việt Nam bao nhiêu năm rồi? Sống ở Sài Gòn 6 năm. 6 năm. Nhưng lần đầu tiên ở Việt Nam 10 năm trước. 10 năm trước là đã có mặt ở Việt Nam. Đi du lịch cùng gia đình. Rồi. Vậy thì Oliu có biết đọc thơ, biết hát, nói chung là biết những cái văn hóa của người Việt Nam không? Thích âm nhạc Việt Nam. Thích âm nhạc, vậy thì bây giờ Oliu có thể hát một vài câu, một cái bài hát nào đó bằng tiếng Việt được hay không? Bây giờ luôn. Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi một chia làm đôi, như ta đang mong vài thôi. Người nghe ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về. Giao trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau. Hát một bài trend nữa. Lưu làm nghề gì vậy?
Oliu làm cho công ty du lịch phát triển kinh doanh. Phát triển kinh doanh. Mời em. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Võ Thị Úc Dư. Con sinh năm 2000, con đến từ Quảng Ngãi rồi. Dạ, hiện tại công việc của con là một data analyst. Ôi, bây giờ nè, bắt đầu anh quay trở lại cái thời gian trước nha. Là không biết là cái cơ duyên nào mà Úc Dư gặp Oliu. Và lần đầu tiên gặp đó, thì có ấn tượng về chàng trai cũng như là Oliu có ấn tượng nhiều về Úc Dư hay không? Dư và Oliu gặp trên Facebook, Facebook dating, giống như Tinder nhưng Facebook. Và trên Facebook Oliu thay một cô gái hình ảnh đàn piano và vài màu trắng, rất đẹp, dài Oliu thích. Dạ, lúc mà thời điểm đó là con thấy cái ứng ở bên Facebook thêm cái chức năng là hẹn hò. Xong rồi con cũng vô con xe, xong rồi con đăng cái hình của con lên. Nhưng mà con nghĩ lúc đó chỉ là lên vậy thôi, chứ mình không có một, mình không nghĩ là sẽ gặp một người nghiêm túc ở trên đó. Và xong rồi có nhiều anh vào nhắn tin cho làm quen, cho làm quen vậy đó. Thì con thấy anh nào cũng giống nhau, chỉ một cái form giống nhau, nên con không đẹp ai hết. Nhưng mà đến một ngày tự nhiên có anh này vào nhắn tin hỏi là em biết đánh đàn piano hả? Đó, xong rồi em, người ta nghĩ là mình sống ảo quá thôi. Mình trả lời là không, cái này là em chụp hình thôi chứ không có biết chơi đàn piano. Dạ, thì mọi thứ là con với ảnh giao tiếp bằng tiếng Việt hết. Cho đến khi là ảnh muốn mời con đi ăn tối. Nhưng mà ảnh mời lúc đó là ngày thứ bảy, thì ảnh muốn qua ngày mai đi ăn tối là chủ nhật. Thì con thấy người nước ngoài nữa nên con sợ, với lại là nghĩ là không có gọi là không có tin tưởng á, nên là con từ chối. Xong rồi đến lần thứ hai ảnh cũng mời tiếp, nhưng cũng là thứ bảy, mời qua chủ nhật đi. Thì con mới nghĩ trong lòng là để xem anh này có kiên trì hay là không. Và xong rồi con nghĩ là nếu như mà ảnh mời trước đó 2-3 ngày thì con sẽ chuẩn bị, thì có lẽ là con sẽ đồng ý. Thì đến khoảng một tháng sau ảnh quay lại. Ảnh mời tháng tiếp luôn hả? Dạ, ảnh mời tiếp. Ảnh lúc đó đúng luôn là vào ngày thứ tư ảnh mời con, và ảnh nói là anh có thể mời em đi ăn tối vào cuối tuần này không. Thì con mới trả lời là dạ, lần này thì em đi được. Thì lúc đó là con gặp anh tới đón con, thì anh không có lên kế hoạch gì hết. Anh chỉ hỏi con là đi đâu, thì con cũng không biết là đi đâu. Xong rồi anh chở con ăn quán gà gần nhà thôi. Xong rồi đi xem phim. Về thì anh nói là anh rất là thích em. Em rất là xinh, rất là thích em. Nhưng mà anh xin lỗi vì hôm nay anh không có lên kế hoạch hoàn chỉnh cho em. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em vào lần gặp sau. Có thể cho anh cơ hội gặp em lần sau. Nhưng mà con có, khi mà con gặp mà Oliu ở ngoài đó, thì cái cảm giác con sao? Con nhìn hoài. Xong rồi nhưng mà tuy nhiên con vẫn thấy là nó hơi lớn lớn một xíu. Có tuổi thì trẻ nhưng mà nhìn người nó hơi lớn lớn. Chững chạc xíu. Dạ đúng rồi, chững chạc. Xong rồi cái cách mà ảnh nói nó cũng rất là trưởng thành á. Sau hẹn 2-3 lần rồi bắt đầu mới chia sẻ về cái quan điểm trong quen nhau như thế nào á. Thì con mới nói là cái giới hạn của con là chị từ lúc quen đó là kiểu như là hôn nhau thôi này kia, nhưng mà ảnh lại muốn hơn nữa. Anh nói là nhưng mà nhiều cô gái anh hẹn thì ảnh dẫn đi mua sắm này kia, còn ảnh thì ảnh muốn hơn với cô gái, thì cô gái vẫn đồng ý quen, nhưng mà con thì không. Xong rồi con nói là nếu vậy thì mình làm bạn thôi chứ để mất thời gian của hai người. Xong rồi con ảnh dừng lại, không có tiếp tục hẹn hò nữa. Cho nên đến bây giờ ảnh cứ nhắc đó là lần đầu tiên con nói chia tay với ảnh. Khoảng 3-4 tháng là bắt đầu chính thức là quen nhau. Còn trước đó vẫn là tìm hiểu thôi. Nhưng mà trước đó là ảnh có bao giờ mà ảnh thể hiện, có nghĩa là nắm tay rồi hôn rồi bị từ chối không? Xong rồi khoảng một tháng, 2 tháng sau thì con và ảnh hẹn nhau đi học bài với nhau. Ảnh học bằng lái xe Việt Nam bằng tiếng Việt. Và con thì học tiếng Anh. Xong rồi hai người học thì con nghĩ lúc đó chỉ là bạn đi học thôi. Thì hai người học với nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó anh đi toilet vào và tự nhiên anh lại nắm tay con. Thì lại trở lại cái cảm xúc là hẹn hò, con rất là bất ngờ. Xong rồi ảnh mới nói là ở bên cạnh của con, ảnh tập trung, ảnh được làm chính ảnh, cho nên là từ lúc đó là ảnh tấn công con dồn dập luôn. Rồi siêu luôn. Cho đến đỉnh điểm là lúc mà dịch ảnh ở trong Sài Gòn và có khó khăn quá, cho nên là ảnh gọi về và năn nỉ gia đình con để cho con được vào, để cho hỗ trợ, kiểu như là có người ít cho một mình mà lockdown nên là khó quá, không biết ăn uống rồi bệnh này kia sao. Xong rồi gia đình con không cho. Rồi ảnh cứ thuyết phục miết miết như vậy.
Xong rồi ảnh nói nếu mà không được nữa là ảnh sẽ về nước. Dạ, thì lúc đó con mới thấy tội. Nên ảnh mới nói là con tốt quá tại con thương người á. Xong rồi mẹ con cho vào. Nhưng mà lúc mẹ con cho vào thì mẹ nói thôi thứ hai vào. Ảnh cũng nói bây giờ đồng ý rồi thứ hai vào. Nhưng con nói thôi đi Chủ nhật đi chứ để mẹ đổi ý đó. Xong cuối cùng con lên chuyến bay đó thì tiếp viên nói đó là chuyến bay cuối cùng vào Sài Gòn. Trời ơi, đúng là duyên đó. Đúng là duyên luôn. Trời ơi. Trong cái giai đoạn đó thì Ô Liu gặp những cái khó khăn như thế nào lúc mà trước khi Covid á, lúc mà trong thời gian Covid á, trước khi mà Dư vào thời gian Covid khó cho người nước ngoài vì không có gia đình ở Việt Nam. Đúng rồi. Chỉ có người yêu hay bạn rất quan trọng cho Ô Liu. Thời gian và Ô Liu cũng có một con chó tên là Heidi, là con gái. Và khi Ô Liu tìm người yêu, khi Ô Liu hẹn hò, Ô Liu muốn tìm mẹ cho con gái, cho con chó. Tìm mẹ cho ảnh là cha. 70% là quan trọng cho Ô Liu tìm mẹ cho con chó, và 30% người yêu cho Ô Liu. Và Ô Liu bắt đầu thích giữa khi Ô Liu thai giữa rất chăm sóc cho Heidi, cho con chó. Lúc mà ở Sài Gòn thì thấy bình thường, nhưng mà không nghĩ có một thời gian ngắn thôi mà vô nhìn ảnh rất là tội luôn. Đó. Dạ, mà sao nè? Con vô con thấy tội, kiểu như con thấy con quyết định đi vào là đúng. Dạ, tại thấy rất là tội, kiểu như là kiểu như là thấy như là cần người quan tâm đó, kiểu như là khó khăn á, rõ hiện rõ lên luôn. Xong rồi mà hoang mang mà thất thần á, đúng không? Dạ, đúng rồi. Xong rồi thấy con vào là tới quán đón về vậy đó, trở về xong rồi mở cửa ra nói với Heidi là có con tới rồi đó. Xong rồi bắt đầu mami á, mami. Dạ, xong rồi bắt đầu con lấy đồ ăn ở quê ra xong rồi nấu, tại lúc đó đâu đi chợ gì được nhiều á. Xong nấu, bắt đầu ảnh trước khi mà con vào á, trong cái lúc mà con ở trên chuyến bay á, ảnh dẹp hết là chỗ mà thêm bàn chải nè, rồi chỗ ngủ thêm một người nè. Ảnh hỏi con là chọn bên nào rồi kiểu vậy. Nói chung là ảnh sắp xếp hết, ảnh lo hết mọi thứ. Dạ. Mừng muốn chết luôn. Dạ, ảnh mừng. Sao không mừng? Dạ. Thời gian này khi lockdown, Ô Liu quyết định để cưới. Cưới luôn. Bây giờ là có cơ hội để nhắc lại cái chuyện cũ. Dạ. Cái chuyện mà em đã quyết định để mà vào trong Sài Gòn để mà lo cho Ô Liu. Và cái điều đặc biệt anh đọc động lại trong anh đó là gì? Cái chuyến bay em đi đó. Cái chuyến bay của Dư là cái chuyến bay cuối cùng. Và thật sự nếu như mà không có một sự quyết định thì chắc chắn không có một hạnh phúc như bây giờ. Dạ, rõ ràng là hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương là chắc chắn là chọn hạnh phúc thôi. Dạ đúng. Nghe? Tụi con là cưới nhau được một năm. Tụi con cưới nhau hồi lúc đăng ký kết hôn, hồi lúc tháng 1 Dương. Tháng 1 này đúng không? Dạ đúng rồi. Ô Liu có xem chương trình Vợ Chồng Son này nhiều số không? Xem vài tập. Và Dư cũng xem nhiều đúng không? Dạ. Thì cái phần đặc biệt nhất là của chương trình Vợ Chồng Son là cái phần mà kể tật xấu của đối phương á. Dạ. Điểm yếu. Yes. Điểm yếu đó, đúng điểm rồi. Điểm yếu của Dư là nói rất lớn. Nói lớn tiếng. Nói lớn. An toàn nói lớn. Trong gia đình. Khi Tết nhức đau một chút. Hơi nhức đầu một chút hả? Anh nói là người Quảng Ngãi hay nói lớn. Xong rồi Tết anh về mọi người nói vui quá, ngồi ăn nói lớn lên, xong rồi nó nhức đầu luôn. Và điểm yêu khác là bị stress nhanh. Và bị stress. Con bị stress à? Dạ, anh nói là con bị dạ, con dễ bị stress. Dạ. Dễ bị stress đúng không? Dạ. Còn trẻ mà sao stress là sao? Chắc là do tính chất công việc của con. Kiểu như là nó thường về logic con phải nghĩ nhiều. Cho nên là lúc mà về nhà thì con chỉ muốn thư giãn thôi, chứ con ít có thích mà đặt câu hỏi tiếp tục cho con phải trả lời là con. Mà trong khi đó thì Ô Liu là hay hỏi. Dạ đúng rồi, hay hỏi đúng rồi. Có cho nên nhiều là con mới hỏi. Dễ nóng lên. Dạ đúng rồi. Mỗi lần stress lên vậy thì có lớn tiếng với Ô Liu không? Có quát Ô Liu không? Đôi khi. Nhưng mà Ô Liu luôn nói phải uống nước, phải thở. Yeah. Đối với ảnh cái đó là cái rule, cái luật của ảnh, cái quy định là khi mà ảnh thấy con stress, ảnh sẽ nói là bình tĩnh, uống nước, hít thở vô là hết. Ảnh luôn nói như vậy. Và con có áp dụng cái điều đó không? Dạ, đúng. Con và có con thấy như thế nào? Nó giúp cho mình bình tĩnh lại rất là nhanh vậy. Và cái nhịp thở mình nó cũng bình tĩnh lại. Có một lần đi trên đường có hai anh chị cãi nhau mà
giống như là chị đó có vấn đề giống như say xỉn hay gì á trên đường, xong mà ảnh thấy vậy, xong ảnh chở con quay lại, xong ảnh cho chị đó chai nước, xong anh nói là lấy nước cho chị đó uống, rồi đi trên đường về ảnh nói là cô đó phải hít thở, uống nước, bình tĩnh là sẽ hết. Rồi còn cái gì nữa không? Có đó không? À, đôi khi vì khi Olive bắt đầu nói tiếng một chút trên TikTok, Olive trả lời mấy phụ nữ vì Olive muốn be nice. À, muốn kể cho mấy chị respect. Dạ cho nên là ảnh tôn trọng là ảnh trả lời fan ảnh thôi. Dạ nhưng mà không fan. Không thích không, nhưng mà nếu có cô gái mà hơn mặt hơn xíu thì con sẽ ghen. Dạ nhưng mà bây giờ Olive học rồi, Olive không làm nữa. Rồi bây giờ Olive muốn vợ mình thay đổi điều gì? À, khi vừa cãi nhau hay business luôn phải hiểu Olive yêu chưa. Và 99% Olive làm điều tốt, nhưng mà 1% làm sai, nhưng mà đây là bình thường. Vừa phải hiểu. Còn con, bây giờ con kể lại đi tới con đó, Olive có điểm gì xấu không? Ảnh có một cái điểm xấu lúc mà mới quen là con thấy ảnh cào cái tay của ảnh nó chảy máu khi mà ảnh căng thẳng á, là ảnh ảnh cứ cào cho đến khi nó chảy máu, ảnh lật như vậy. Thì con phải từ lúc quen đó con thấy cái điều nhỏ nhặt đó là con canh, đến khi mà con kiểm tra mà nếu mà thấy vậy con sẽ giận và con sẽ không có làm cái gì mà ảnh muốn con làm. Bây giờ còn không? Đến bây giờ thì đỡ rất là nhiều. Có một cái là ảnh ở bên Thụy Sĩ thì cái múi giờ nó khác Việt Nam, mà ảnh mê đá banh. Ảnh mê đá banh quá, có khi 2 giờ ảnh mò và ảnh ngồi ảnh coi đá banh. Xong rồi bất kỳ cái trận bóng đá nào ảnh cũng đi tham gia, xong ảnh đi đá banh xong tối về ảnh ngủ á, ảnh ngủ mơ ảnh đá con không, con không, con cũng ngủ mơ con không có biết. Sáng dậy ảnh hỏi anh xin lỗi nha, hồi tối anh đá em á. Nó ồ em đâu có biết đâu. Tại bé mới 20 tuổi mà bé cũng tuổi ăn tuổi ngủ. Dạ. Bé đâu có biết được. Dạ, đâu. Dạ đúng rồi. Rồi còn cái gì nữa không? Anh đi về quần áo anh mặc mà anh quay video cho TikTok á, hoặc là anh mặc xuống lấy đồ shipper hay gì đó. Rồi một hôm cái con nhìn lại cái chỗ của ảnh á, sẽ có bao cái áo ở dưới cái sàn nhà, xong con mới hỏi đây là cái áo nào, đây là cái áo gì, xong ảnh sẽ giải thích là cái này là quay TikTok, cái này là xuống lấy shipper, nhưng mà ảnh nói là ảnh chưa có xài hết 100% cái áo nên để dành vô chỗ đó. Là tức là chỗ chưa là đủ chưa... dơ để mà mình giặt. Dạ, đó, đúng anh không? Cứ để dành miết vô vậy á. Dạ. Là bừa bộn như vậy đó. Người ta gọi là bừa bộn đó. Dạ. Tiếng Việt Nam gọi là bừa bộn á. Rồi có gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết thì giờ con có mong muốn anh thay đổi gì không? Cái việc mà ảnh coi đá banh nhiều thì con sợ là ảnh không đủ sức khỏe để anh đi làm buổi sáng thôi. Dạ, nhưng mà cái đó thì cái sở thích của ảnh nên con cũng khó. Cứ thức đêm hoài á thì sợ là sáng Olive có thấy mệt không? Không mệt. Không mệt hả? Olive luôn mỗi tuần đi xem bóng đá. Đây là truyền thống của Olive. Mê bóng đá. Mê rồi, là một truyền thống trong gia đình rồi đúng không? Yeah. Thực ra chỉ có để ý cái vụ cái tay ấy máu này thôi nè. Yeah. Đó là một cái sao ta, nếu mà không ấy nó là một cái tật một cái hả? Không một cái tâm lý, một cái bệnh lý về tâm lý, cái này này không có tốt. Bỏ luôn. Ôi nghe cần một người kiểm tra. Con kiểm tra á. Anh nói cái bệnh lý về tâm lý đó con. Dạ. Cho nên con kiểm tra, cho nên là từ lúc quen con tới giờ nó đỡ hơn nhiều, chứ hồi trước nó sâu. Nó sâu rồi nó chảy máu lúc mà đi hẹn gặp á, sau một tuần con chỉ hẹn ảnh ngày cuối tuần thôi. Cứ sau một tuần làm việc quay lại là nắm tay là con sẽ thấy cái tay nó như vậy. Thôi Olive đã chỉ cho vợ á, một khi mà vợ bị stress á là phải uống nước. Rồi hít thở là sẽ hết. Thì bây giờ mỗi lần mà thấy ông cào đó, đừng cho uống nước, cho uống sữa đi. Sữa lớp chẳng hạn. Anh ơi, sữa lớp để anh. Đó, uống đi, hít thở. Sau đó anh sẽ khỏe thôi. Được không? Đúng rồi. À. Rồi, giờ cảm ơn hai bạn nhiều nghe. Đã đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Chúc các bạn hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc là lựa chọn. Mà lựa chọn đúng thì các bạn sẽ có hạnh phúc. Rồi xin cảm ơn.